Em xin chào các bác nhá. Tiếp tục quay trở lại với Siro Đèn tại Autobar 65 Meeting. Buổi sáng hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 13, thì hôm nay bên em bắt đầu với một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2024. Hôm nay bác chủ quyết định nâng cấp một cặp Palatium. Sau khi 3 năm trước thì bác chủ đã test 3 cặp Palatium cho 3 chiếc xe của bác chủ rồi. Hôm nay chiếc xe này thì bác chủ mới lấy cho chị nhà. Đấy, sau khi trải nghiệm một tháng cái đèn nguyên bản thì nó khá tối và không đủ cường độ ánh sáng. Thế nên là bác chủ nó quyết định nâng cấp tiếp tục một cặp Palatium bản Plus 9+3. Một phiên bản mới với cường độ ánh sáng ở chế độ full nó là rơi khoảng 22.000 lux các bác nhé. Kết hợp với lại một bộ bát chuyển đổi. Bên em đã có bát chuyển đổi rồi. Vị trí bát thì sẽ đưa vào đây. Đấy. Và đây là một bộ rơ le điện tử. Với bộ rơ le này thì sẽ ổn định được dòng điện, không bị quá tải. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rơ le rất chi là xịn sò đấy nhá. Sản phẩm này thì bọn em tự tin bán mà không phải bảo hành. Đấy. Còn đây là cái đèn nguyên bản này, đèn này em chưa tháo cái vị trí tụt ra. Mazda CX-5 phiên bản 2024 nhé, bản này là bản Perennium. Đấy. Perennium rất tuyệt vời nhé, bản này thì sẽ phải xử lý báo lỗi và xóa lỗi khi mà bọn em độ đèn. Chắc chắn rồi, giải quyết vấn đề đấy thì bên em làm thường xuyên rồi các bác nhé. Thì bây giờ bên em bắt đầu thi công, sau khi hoàn thiện xong thì em sẽ có cái ánh sáng so sánh sự khác biệt sau khi đã độ rồi. Và các bác đang đi Mazda CX-5 mà quan tâm tới cái giải pháp tăng sáng thì hãy để ý video này giúp em xem là cái ánh sáng mà em độ thêm với ánh sáng nguyên bản các bác đang có thì nó có cải thiện được nhiều hay không. Đấy, thì sau đó thì anh quyết định nâng cấp các bác nhé. Bên em hoàn thiện rồi các bác nhé. Mazda CX-5 bản 2024, bản 2 chấm và nó là bản Premium các bác nhé. Đấy. Hoàn thiện sau khoảng 4 tiếng thi công thôi. Giữ nguyên được chế độ liếc cũng như là khi mà đánh lái ra ngoài đường là sẽ không bị báo lỗi các bác nhé. Chế độ pha đầy đủ luôn. Thì bây giờ em sẽ bật cái chế độ liếc ở trên bản căn để các bác thấy được cái chế độ mà đã được giữ nguyên và chế độ pha cũng như là cái chất lượng ánh sáng như thế nào các bác nhé. Đây các bác nhé. Đấy, chế độ liếc vẫn giữ nguyên này. Ra đường cũng xe vẫn giữ nguyên, liếc lái bên trái hay cũng như là liếc bên phải. Lên pha giúp anh nào. Còn đây là chế độ pha nhé. Với cái chế độ pha này cường độ ánh sáng nó rơi vào khoảng tầm sấp xỉ 22.000 lux các bác nhé. Thế rất là khủng đấy nhá. Và chế độ cốt thì yên tâm rồi, nó phủ rất rộng và bám đường rất tốt luôn. Kèm theo đó là nhiệt màu 5.000 thì khẳng định là các bác đi mưa nó sẽ không bị luốt ánh sáng đâu. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng cho Mazda CX-5 phiên bản 2024 hay những đồ chơi cho xe khác thì để lại thông tin. Team Auto 365 Mỹ Đình sẽ liên hệ và tư vấn các bác nhé. Xin chào và hẹn các bác những video lần sau.